Đúng không ạ? Này, đây là bánh cho. Em ăn một cái còn em cò ăn một cái. Em mà bánh cho trước, cò ăn bánh của chuối trước. Rất là ngon nhé mọi người nhé. Có vị bánh của chuối nhỉ? Ngon đấy, nóng thơm. Nhân lạc. Thơm như bánh gai ấy. Ăn xong đây phần cò ấy. Bây giờ là em tiếp tục thưởng thức cái món bánh cụt chuối. Bánh gai thì mọi người biết nhiều rồi nên là em không quay. Bánh cụt chuối này là lần đầu tiên em ăn đấy. Ở Phú Thọ thì có bánh sắn. Đấy, bánh gai. Ở Phú Thọ thì có bánh sắn này. Ở Tuyên Quang với lại Hưng Yên thì có bánh gai. Còn ở đây thì là đấy, lần đầu tiên biết đến cái bánh củ chuối nên là em sẽ ăn và chia sẻ đến mọi người này. Đấy, có vừa ăn rồi. Xin mời mọi người nhá. Toàn lạc không? Ăn được không? Ăn ngon này. Thưởng thức nốt cái bánh giò đi. Ăn ngon mà. Nhỏ nhỏ ăn rất là vừa đi đường vừa, ăn rất là tiện luôn. Vừa ăn xong cái bánh chuối. Ăn xong củ chuối bây giờ đến lượt em. Đấy. Cái bánh chuối của anh nhân đậu xanh. Anh xanh nhân à? Xăng nhân, của cò là nhân lạc. Đây của em nhân lạc nhưng mà hết rồi. Ăn hết rồi. Đó. Xanh ngon lắm anh. Xanh ngon mà. Ừ. Em thưởng thức cái này em giống chị dâu là không ạ? Ừ. Rất là ngon luôn. Ngon gần bằng chị dâu làm à. Mềm ngon. Nước chấm của chị đậm hơn nhỉ anh nhỉ? Cái mật này hơi loãng. Mật nhà làm đặc hơn. Cái mật này mà đặc một chút nữa ăn rất là ngon. Nhưng mà vậy là vừa thôi. Nhiều người ăn nhạt ấy. Một khúc thôi, ăn hai cái kia hơi no, chọn khúc còn nhỏ thôi. Ừ, lấy cái khúc nhỏ. Mỗi anh em, hai anh em, mỗi người hai chiếc bánh khá là no rồi. Thôi, no quá à, ăn khúc bé bé thôi. Ok. Bóc nó có cái lớp giữ được cái lớp kia ăn nó vào miệng nó mới giòn đấy. Chè hơi cứng. Đây anh xem nào. Đấy. Cơm lam là bóc ra là có cái lớp màng rồi đấy mọi người nhé. Như cô chủ quán vừa nói thì là cái cơm lam ở Bắc Cạn này có lớp màng này dày hơn. Nên là ăn khi ăn nó sẽ ngon và thơm hơn. Đấy, bóc nốt đi. Để anh quay chia sẻ cho mọi người này. Đấy, bóc dốc từ bên này. Bóc cái này không phải có kỹ thuật đấy. Chờ mình chờ kỹ thuật nữa. Đấy, thấy không? Đó. Đây là cái đây là cái lá chuối nút này. Thơm ấy. Thơm như mùi cốm. Ôi Hồng ơi. Thằng này sai kỹ thuật à? Thằng này hơi run tay. Run tay à? Cái nước quấy là hơi run tay. Bọc chưa này. À, đây này mọi người này. Đấy. Cơm lam Bắc Cạn.
trong có cả lạc này, gạo nếp nương trong có cả lạc nhé. Chấm muối vừng. Đây. Đấy, cơm lam chấm muối vừng.